Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Vậy ngũ hành niên mệnh kim bạch kim ngày Nhâm Dần, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Vậy nạp âm kim bạch kim kỵ tuổi Nhâm Thân, canh Thân, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất thành hỏa cục, xung với Thân, hình tỵ, hại tỵ, phá Hợi và tuyệt dầu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp, sao Thiên Hỷ, sao Thiên Phúc, sao Thiên Mã, sao Nguyệt Không, sao Ích Hậu, sao Tam Hợp, sao Mậu Thương, sao Sát Cống, Đại Cát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoàng Sa, sao Bạch Hổ, sao Lôi Công, sao Cô Thần, sao Thổ Cẩm, sao Ly Sàng. Và đặc biệt, ngày 23 tháng 6 năm 2021, tức là ngày 14 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên là việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý đang có được sự đảm bảo, cái nguồn tài lộc của bạn trong ngày hôm nay có được sự lý tưởng. Bản mệnh làm tốt công việc của chính mình, tập trung để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bởi nguồn thu chính của bạn đến từ công việc chính. Nhân ngày cát khí đang vượng như thế này, bản mệnh tuổi Tý có thể lên kế hoạch về đầu tư để cho tiền bạc được sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, bạn cũng đừng có quên luôn có một khoản tiết kiệm dự phòng cho mình nữa. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này giúp cho cái mối quan hệ của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay với nửa kia rất hài hòa, yên ấm, bản mệnh có thể yên tâm, tâm sự thẳng thắn với đối phương của mình. Mỗi khi gặp phải những khó khăn, chỉ cần hai người đồng lòng thì sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim
con đường tài lộc được lý tưởng, thoải mái trong việc chi tiêu theo ý của mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tập trung hoàn thành nhiệm vụ để đảm bảo được nguồn thu về tài chính. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nên sớm lên kế hoạch về đầu tư để tiền bạc được sinh sôi nảy nở. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, tình duyên hài hòa, đôi lứa được yên ấm. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đồng lòng giải quyết mọi khó khăn với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 44, số 65, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, và đây là điềm báo vận trình của bạn có thể gặp xui xẻo về phương diện tài lộc. Bản mệnh tuổi Sửu có thể mất đi khoản tích góp bấy lâu, tiền bạc vốn đang ở trong tay bỗng nhiên gặp chuyện mà tiêu tán. Và thời điểm này với bạn tuổi Sửu, bạn nên cẩn trọng, tỉnh táo trong những quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Không phải người khác làm được thành công là mình cũng có thể thành công như vậy. Bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc rõ khả năng của bản thân trước khi hành động. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có màu khắc với Thổ. Cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn đang gặp nhiều trở ngại. Tình cảm đôi bên chưa đủ lớn để vượt qua được những sự nghi ngờ, ghen tuông. Có lẽ cả hai nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau để giải quyết dứt khoát, dứt điểm những mâu thuẫn. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tài lộc ảm đạm, tiền bạc tích góp không giữ được. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, cần phải tỉnh táo và thận trọng trước các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nên căn cứ vào thực lực của bản thân để lựa chọn cho chính xác. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tình duyên trắc trở do tình cảm đôi bên chưa đủ lớn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên nói chuyện thẳng thắn với nửa kia để giải quyết dứt khoát những mâu thuẫn. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 65, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Cái điều này có thể làm cho bạn vướng phải những thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân gây ra. Bạn tuổi Dần cần phải thận trọng trong công việc, nếu không rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, vu oan giáng họa, làm cho bạn gặp phải nhiều chuyện chẳng lành. Bạn tuổi Dần, dù bạn là người thông minh, lanh lợi, nhưng trước những mưu mô của những kẻ tiểu nhân thì với bạn khó lòng nhận biết được nguy hiểm, dễ dàng rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân bất cứ lúc nào. Đặc biệt là nếu như bạn đang có ý định về đầu tư thì nên cân nhắc thật kỹ, kẻo lại bị lợi dụng, gây thất thoát về tiền bạc. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng. Đây là lời cảnh báo cho vấn đề sức khỏe của bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay. Việc bạn chủ quan, không chăm sóc cho cơ thể của mình trong suốt thời gian vừa qua có lẽ sẽ khiến cho bạn cảm thấy thường xuyên mệt mỏi, căng thẳng và dễ bị đuối sức nữa. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tiểu nhân gây họa thị phi không đáng có. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, cẩn thận bị kẻ xấu lợi dụng, vu oan giáng họa. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ,
khó tránh được những bẫy của kẻ tiểu nhân sắp đặt sẵn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc nên cân nhắc quyết định về đầu tư, kẻo lại bị thất thoát về tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim không nên chủ quan với các vấn đề về sức khỏe. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 42, số 87, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày của chính quan độ mệnh. Cái điều này giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay được hanh thông, thuận lợi. Bạn mệnh sẵn sàng, tinh thần chiến đấu với bất cứ những khó khăn, vượt qua được mọi trở ngại để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra trước đó. Với bạn tuổi Mão, tinh thần trách nhiệm cao, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh đang trên đà tăng tiến rất tốt. Và cứ đà này, mục tiêu để cải thiện thu nhập của bạn đã không còn xa nữa. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này có thể khiến cho bạn thấy mệt mỏi, đau người, nhất là đối với những ai có tiền sử về bệnh gan thì càng cần phải lưu tâm hơn. Bạn hãy điều chỉnh lại chế độ ăn uống, nghỉ ngơi của mình sao cho khoa học, đồng thời chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe cho mình nữa. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, tinh thần hăng hái, sẵn sàng chiến đấu với mọi khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, có tinh thần trách nhiệm cao và được đánh giá cao. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, có cơ hội thăng tiến, cải thiện về thu nhập. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, sức khỏe suy giảm, cơ thể thường xuyên mệt mỏi. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, đối với những bạn có tiền sử về bệnh gan, cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 15, số 58, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Thìn ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Thìn đang có những suy nghĩ cứng nhắc, độc đoán. Nhưng chính điều đó lại khiến cho bạn dễ mắc phải những sai lầm lớn và bạn không thể lường trước được hậu quả của nó. Đôi lúc với bạn tuổi Thìn nên bước chậm lại một chút và lắng nghe lời khuyên bảo từ những người đi trước có nhiều kinh nghiệm. Đừng có cứng đầu, cố chấp, lúc nào cũng làm theo ý của mình. Và đôi khi, người ngoài lại có cái nhìn thấu đáo hơn bạn nghĩ rất nhiều nữa. Và trong vận trình ngày thứ tư này, với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều trở ngại. Sự hoài nghi từ phía nửa kia đang làm cho bạn cảm thấy ngạt thở. Bạn nghĩ đến người ấy, cứ mãi chấp nhất chấp nhị, khiến cho chuyện quá khứ, chuyện tình cảm này khó lòng trụ vững. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, tránh suy nghĩ cứng nhắc, độc đoán. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, có thể sẽ gặp phải sai lầm lớn nhưng không lường trước được hậu quả. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, nên lắng nghe lời khuyên từ những người đi trước có nhiều kinh nghiệm. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, cố chấp làm theo ý của mình chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm rắc rối. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, tình cảm trắc trở, hoài nghi gây ra sự rạn nứt. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc
3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 60, số 77, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang có điểm báo, bạn trải qua một ngày gặp khá nhiều rắc rối trong công việc. Ngày này, bạn tuổi Tỵ đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Dù bạn đã cố gắng đến đâu thì cũng bị đủ chuyện ngáng đường. Công sức mà bạn đã vất vả bỏ ra cũng bỗng một ngày trở thành thứ của người khác sở hữu. Chẳng những vậy, mối quan hệ hợp tác làm ăn của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay với những đối tác cũng chẳng được thuận lợi cho lắm. Cái điều này càng khiến cho mọi chuyện thêm phần khó khăn và lúc này bạn cần phải chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể bản tính bốc đồng sẽ khiến cho bạn gây thù chuốc oán và tệ hơn nữa là những kẻ tiểu nhân. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Bạn đang có được sự may mắn khi mối quan hệ gia đình đang có được sự hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn. Bạn cần phải nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra phương án, phương pháp giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất mọi chuyện. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, công việc gặp nhiều rắc rối, công sức mà bạn đã vất vả bỏ ra nhưng không được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, việc hợp tác làm ăn gặp nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, chú ý cách ứng xử của bản thân, tránh bị tiểu nhân chơi xấu. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, gia đạo êm ấm, gia đình hài hòa. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, nhận được sự thông cảm và quan tâm từ nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 50, số 78, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ, cho nên với bạn tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi công việc. Dù công việc có khó khăn đến đâu, bản mệnh cũng sẵn sàng bắt tay vào thực hiện. Bạn cũng sẵn lòng giúp đỡ những người khác mọi khi thấy ai đó đang gặp phải những khó khăn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này đang mở rộng lối đi tiến tới thành công cho bạn tuổi Ngọ. Sự nghiệp của bạn sẽ đạt được nhiều bước tiến đáng chúc mừng khi mà bạn đang dồn hết tâm sức của mình vào để làm việc mình mong muốn, và rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng để cổ vũ về tinh thần lúc này nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân, đang có được nhân duyên rất tốt đẹp với những người khác giới, bạn mệnh có được cơ hội gặp được người phù hợp với mình nếu như bạn chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Bạn hãy cho mọi người thấy được sức hút của bạn. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, nhiệt tình và hăng hái giải quyết mọi khó khăn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh hỏa, sự nghiệp đạt được những bước tiến mới khi bạn đang có sự tập trung tối đa để hoàn thành. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, có thể được thưởng nóng cho công sức mà bạn đã bỏ ra. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 10, số 47, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay đang có dấu hiệu bị sa sút. Tiền bạc trong nhà không có nhiều, tài khí khó bề tích tụ, kiếm được tiền rồi lại đánh mất, vòng tròn luẩn quẩn khiến cho bản mệnh đau đầu vì chuyện tiền bạc nữa. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi, thần may mắn không ở bên cạnh, cho nên bạn nên tránh nghe theo những lời xúi dục mà tham gia những dự án đầu tư mạo hiểm hay là phi pháp, kẹo lại bị lợi nhuận đâu chưa thấy, cuối cùng tiền bạc lại mất, tật lại mang. Ngày này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay chẳng được như ý muốn. Với bà tuổi Mùi, dễ lận đận về đường tình duyên, dù tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng chưa chắc đã nên duyên, giữa hai người còn tồn tại quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Về tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim, tài lộc sa sút, tài khí khó bề tích tụ. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy, tiền kiếm được nhưng khó giữ được lâu dài. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa, nên tránh nghe theo những lời xúi dục tham gia các dự án về đầu tư mạo hiểm. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ, mù quáng, tham lợi trước mắt có thể dẫn đến tiền mất tật mang. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc, chuyện tình cảm không được như mong muốn. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 89, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, thứ tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Thân cho chúng ta thấy là bà tuổi Thân trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn đang có điểm báo đứng trước ngã ba đường, khiến cho bà tuổi Thân cảm thấy đau đầu vô cùng. Trái tim mách bảo một đường, lý trí lại hướng theo một nẻo, khiến cho bạn không biết nên lựa chọn hướng nào cho thích hợp. Ngày này với bà tuổi Thân cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, và đây là lời cảnh báo cho bản mệnh trước những vấn đề liên quan tới sức khỏe. Lắng nghe những tín hiệu quan trọng mà cơ thể gửi đến bạn, đằng sau đó là những cảnh báo mà bạn không thể bỏ qua được bạn tuổi Thân nhé. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thực thần chia chở, cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn lại vô cùng là rộng mở. Việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi, hàng hóa bán đắt như tôm tươi, bản mệnh nhìn rõ được xu hướng của thị trường và có những bước đi táo bạo, nhờ thế mà tiền bạc đổ về đầy túi. Vài tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy, đau đầu vì chuyện tình cảm đứng giữa ngã ba đường. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh hỏa, lý trí và trái tim không có được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh thổ, chú ý tới những dấu hiệu cảnh báo bất thường của cơ thể. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh mộc, con đường tài lộc của bạn được rộng mở, kinh doanh buôn bán được thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh kim, nắm bắt được xu hướng của thị trường để có được những bước đi táo bạo, thu về lợi nhuận khổng lồ. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 65, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất.
tử vi tuổi Dậu, thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Bản mệnh không có được sự tập trung toàn bộ vào nhiệm vụ mà còn bị phân tán tư tưởng, cho nên khó có thể hoàn thành được công việc như ban đầu dự định. Với những lúc tâm trí không đủ được sự tập trung như thế này, và bạn tuổi Dậu tốt nhất là không nên mạo hiểm đưa ra quyết định liên quan tới vấn đề về tài chính. Tiền bạc không kiếm được lúc này thì kiếm lúc khác, chớ có nên nóng vội mà tiền bạc lại theo gió bay đi mất. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn cũng chẳng được như ý muốn. Bạn có sự cố chấp và khăng khăng làm mọi chuyện theo ý của mình, không quan tâm xem người ấy nghĩ sao. Sự độc đoán chuyên quyền của bạn như một sợi dây thòng lọng khiến cho đối phương chỉ muốn thoát ra khỏi mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, gặp nhiều khó khăn trong công việc do phân tán tư tưởng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, thiếu đi sự tập trung khiến cho hiệu suất công việc bị giảm sút. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, không nên mạo hiểm đưa ra những quyết định về tài chính. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, mối quan hệ nhiều lúc có nhiều khúc mắc, đứng trên bờ vực sụp đổ. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, nên quan tâm tới cảm xúc của nửa kia thay vì cố chấp làm theo ý của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 83, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất, thứ tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày đón nhận nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Ngày này với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa Tuất phù trợ, cho nên bản mệnh có được vận quý nhân phù trợ, tìm ra được những cơ may kiếm tiền mà không phải ai cũng có được. Với bạn tuổi Tuất, sự nhạy biến giúp cho bạn có được cơ hội, song chính năng lực của bạn mới là thứ để cho cơ hội được phát huy. Bạn cần phải cứ tiếp tục quan tâm và kiên trì đến cùng như vậy, tiền bạc dư dôi là điều không có gì đáng phải ngạc nhiên. Và nhân lúc này, bạn tuổi Tuất hãy cho mình thêm những phương hướng phát triển mới từ nguồn tài lộc sẵn có nữa nhé. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bản mệnh tuổi Tuất nên quan tâm hơn tới nửa kia của mình và dành thêm thời gian cho người ấy. Trong ngày bận rộn, vậy thì bạn hãy chọn một lúc nào đó rảnh rỗi để hỏi thăm, lắng nghe đối phương tâm sự những chuyện vui buồn. Tình yêu không được chia sẻ sẽ khó lòng bền vững. Đừng có quên điều đó bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, tài lộc may mắn do được quý nhân phù trợ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, tìm được cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng có được. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nên tìm cách phát huy năng lực sẽ rất có lợi cho bản thân của bạn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, nên quan tâm hỏi han và dành thêm nhiều thời gian cho nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tình yêu rất cần có sự chia sẻ và dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 40, số 56, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi, thứ tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi
cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có cục diện Dần Hợi nhị hợp. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi được mọi người yêu mến trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Hợi là người có tính tình hiền hòa, biết quan tâm, vì thế ai cũng muốn được kết giao với bạn. Có thể bạn sẽ gặp được vận quý nhân trong ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, và đây là lời cảnh báo có những kẻ tiểu nhân đang có ý định dùng những lời đồn đoán thất thiệt làm cho túi tiền của bản mệnh bị thiệt hại. Cái chuyện kinh doanh buôn bán rất dễ gặp phải trục trặc vì kẻ xấu ném đá giấu tay. Bản mệnh cần phải tỉnh táo để có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân, có được sự tin tưởng hơn vào tình yêu, bạn hâm mộ hạnh phúc của những cặp đôi xung quanh, và điều này mang lại cho bạn có được niềm tin không nhỏ vào những quyết định trong tương lai. Vậy tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa được mọi người yêu mến nhờ tính cách hiền hòa. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ có thể được quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, túi tiền có thể bị thất thoát do những lời đồn đoán thất thiệt. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, kinh doanh dễ gặp trục trặc bởi những kẻ ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn đang còn độc thân, tin tưởng hơn vào tình yêu. Vậy đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 56, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.